Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Clip buổi tối ngày hôm nay thì em Xuân Đình đã dành cho các bác những sản phẩm về âm thanh bãi, và đặc biệt nhất là những dòng này thì về cho tình trạng rất là mới và đẹp. Một cặp loa kiểm âm Yamaha NS700X Monitor ở phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu đồng. Dòng loa này chịu tải công suất lớn đến tận 200W để các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Loa toàn bộ củ kiềng xung đúc. Và đang phối ghép là một chiếc âm đi sân xui Alpha 707. Dòng này có công suất trên 300W. Và đây là một chiếc âm đi siêu đẹp mà bác khách hôm nay muốn giao lưu cùng cửa hàng Xuân Đình. Nên Xuân Đình đã giao lưu với bác chiếc âm này. Nên đây là hàng của khách nâng cấp. Giá gọi là rẻ chưa từng thấy. Đây là sân xui 707 các bác nhé. Công suất là hơn 300W. Bên cạnh đó ở phía bên trên là hai chiếc âm đi hàng bãi siêu đẹp. Đây, kể cả chiếc âm đi 707 của Xuân Đình có báo cho các bác là hàng bãi thì các bác tin, vì nó còn rất mới và rất đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chữ tín cũng như cái kinh nghiệm và cái nghề của Xuân Đình muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì mình phải chuẩn. Cho nên là khi hàng của khách nâng cấp thì em Xuân Đình đều báo rõ cho các bác, mặc dù nó rất là đẹp. Còn ở phía bên trên là hai siêu phẩm. Một chiếc âm đi đà lông 1500R25 mã, màu nó là màu đen, nhìn rất là sang trọng. Và chiếc âm đi này thì còn nguyên cả khiển dây nguồn, khiển zin dây nguồn đầy đủ hết nhé. Và một chiếc âm đi 8900 mắc đôi. Nếu như những dòng mắc đôi thì đây là dòng đời cao nhất rồi, 8900 mắc đôi, chạy 8 sò cánh 2 vít, 4 tụ lọc nguồn, 2 nguồn khủng, công suất 200W. Trong video này thì em sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác từng sản phẩm. Tất nhiên thì mỗi người có một cái cách chơi khác nhau, để các bác lựa chọn cho mình những chiếc âm đi phù hợp với những cặp loa. Thì các bác mua sản phẩm nào thì mời các bác alo trực tiếp cho em theo số điện thoại duy nhất ở trên bài là 0395 727 582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Nếu các bác rảnh rỗi cũng như gần cửa hàng Xuân Đình thì mời các bác qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng để các bác thẩm âm những sản phẩm. Bây giờ thì em xin phép mời các bác tham khảo về cái video, em sẽ quay chi tiết cho các bác từng chiếc một. Đấy. Sẽ quay cho các bác từ âm đi đà lông, zoom to lên để các bác nhìn cho nó dễ luôn nhá. Đây, mặt tiền là không có một vết mới đốt nào cả, tức là nó không có một vết xước trên chiếc âm đi, vì đây là hàng tuyển chọn rất là kỹ càng và từ bên siêu thị Nhật chuyển về luôn. Giá thị trường những chiếc âm đi thì đang có mức giá là trên 10 triệu, nhưng hôm nay thì em Xuân Đình nhập được rẻ cho các bác, cũng như giao lưu với anh em ở bên Nhật thì có những chiếc âm đi nó quá đẹp như này thì mà giá lại cực kỳ tốt, thì em sẵn sàng sẽ nhập để phục vụ cho các bác. Những dòng này ghép tốt những dòng loa đời cao, những dòng loa cây cột. Em zoom hơi to này thì các bác sẽ hơi khó nhìn, cho nên sẽ xin phép mình sẽ quay trở lại đúng vị trí cũ. Đấy. Đà lông, model của nó là 1500R25 mã. 25 mã. Đây là cái chuyển mạch đầu vào. Đây là volume. Dòng này thì có nao lớn, có chỉnh bát ép trên máy, có ba lăng để volume. Đấy, có chế độ direct này, phím bật tắt nguồn. Máy chạy là hai nguồn riêng biệt theo dạng mono và lốc. Và trong cái chiếc máy này thì Xuân Đình nói cho các bác là đúng cái tiêu chí mà các bác là đang cần của âm đi không một mối hàn ấy. Thì đây là chiếc âm đi em khui ra chỉ có thổi bụi nhẹ thôi, vì máy quá là mới. Đây các bác nhìn rõ, nó chỉ có một tí bụi nào tay. Đấy. Còn đầu ruột gan linh kiện thì gọi là sáng bóng như ban ngày rồi. Đây là quay bằng hiệu ứng điện thoại, thậm chí nó ngược so với ánh sáng nên nó còn không được đẹp. Chứ nếu thực tế ra bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Chiếc âm đi này hiện tại em đang bán mức giá là 9 triệu đồng. Em sẽ quay luôn cả số series của máy cũng như quay đằng sau các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Dòng này có cả đường Prius cho các bác cắm qua sụp điện hoặc qua một thiết bị khác rất là hay. Đây là cầu A này, cầu B này, và đánh là dạng Bway 2 cầu. Chở khá dòng này đánh là từ 4 ohm. Công suất 250W điện 100V và sản xuất tại Nhật Bản, Mazda Japan. Series của máy là 2317. Bác nào mà đang cần những chiếc âm đi siêu đẹp, đặc biệt là của những dòng đà lông, hôm nay đánh rất nhiều các loại loa mà tiếng rất là hay, thì các bác alo cho em nhé. Dòng đời 1500 thì còn được đánh giá là hay hơn so với dòng 2000. Mà cái phân khúc tầm tiền những chiếc âm đi này thì thấy các bác bán cũng rất là cao, mà chưa chắc đã được đẹp như em đang có ở đây. Siêu đẹp và đẹp thiếu thùng xốp, tại vì nó đầy đủ phụ kiện như dây nguồn zin. Đây, dây nguồn zin nguồn chữ tiếng Nhật, điều khiển vỏ. Mà mức giá đang bán cho các bác thì chỉ có 9 triệu đồng thôi, giá rất là mềm mại. Các bác nào quan tâm thì alo cho em nhé, giá rất tốt. Số 2 là âm đi Pioneer 8900 mắc đôi sắt xì, gọi là 7 màu luôn, màu vàng bây giờ thì đang giá rất là cao, vàng trên 80 rồi, vàng nhẫn rồi. Cái này cũng kéo 8 là vàng, người kéo bán là có giá trị. Để nói vui vậy các bác nhé. Còn về chiếc âm đi này thì em lại tuyển cho các bác là hàng siêu đẹp.
đấy. Dòng này thì nó là mang cái kiểu dáng gọi là cổ điển, nhưng cái chất âm cũng như âm sắc của dòng này thì cực kỳ đẳng cấp. Nó hai tần số chỉnh tép, hai tần số chỉnh bát, toàn bộ chiếc đáp pin, mặt tiền không có một vết xước nào cả. Âm bên này là size 42, sử dụng điện là 100V. Đây là volume, đây là cầu loa đấy. Ba lăng một cân loa. Sau bên này là các đường chuyển mạch đầu vào. Về trong tình trạng là rất là xuất sắc, sắc xi, linh kiện máy móc ruột gan, đẹp lên kem. 8 sò, 4 tụ, 2 nguồn, công suất là 200W cho chiếc Garmin này. Linh kiện vỉ mạch còn rất mới. Chiếc Garmin này hiện tại nó bán mức giá chỉ có 7.500.000 đồng. Mặc dù đời nó nếu như để đánh giá về dòng móc đôi thì đây là đầy hết số của móc đôi, nhưng tính đến giá trị thì nó thậm chí nó chỉ rẻ hơn những chiếc Garmin 7.800 móc đôi xấu. Mặc dù 7.800 móc đôi thì được rất là nhiều các bác thị trường ưa chuộng, nhưng khi mà chơi tới tầm 8.000 chiếc móc đôi ở đây thì các bác thứ nhất là công suất lại lớn, là công suất nó đạt là 200W. Đấy, thứ hai là cái phần chỉnh âm sắc của dòng này rất là tuyệt vời, vì nó có hai phần tần số chỉnh bát tép, nó vẫn có nòng nốt này, nòng nốt này. Đấy. Nên thì dòng này đánh rất là nội lực và ghép các loại loa bát 30, công suất tốt, khỏe. Thì đây là cái sự lựa chọn cũng như cái mức giá tầm tiền cực kỳ là mềm mại để các bác chơi những chiếc Garmin hết số của Pioneer. Dòng móc đôi 8.000 chiếc móc đôi đang bán là chỉ có 7.500.000 đồng. Và cũng đọc luôn số sơ đi cho các bác. Máy rất đẹp luôn nhá, nguyên như lớp bụi phấn này. Đấy, mới cắm mỗi cổng AUX. Số series của nó là 21601. Công suất là 200W. Đấy, cổng loa. Trở kháng từ 4 ohm, rất đẹp. Hôm nay có cả cầu chữ U năng dè bao hay còn các bác cắm lọc xì rất tiện. Sắt xi, ruột gan, đẹp len ken, mà giá thì chỉ có 7.500.000 đồng. Ở đây là hai chiếc Garmin hàng bãi tuyển chọn các bác nhá. Rất đẹp. Em quay thì rất là kỹ càng và đều đọc giá cho các bác luôn để các bác tham khảo cũng như lựa chọn sản phẩm bên em. Và bằng sau này thì là một chiếc Garmin Alpha 707. 707 này thì hiện tại em đang bán mức giá là 7.500.000. Nếu là hàng đẹp và là hàng bãi, còn đây thì nó đẹp như hàng bãi mà giá chỉ có 4.800.000. Vì sao như vậy? Vì đây là hàng khách nâng cấp. Sản phẩm này thì bác mua của một cửa hàng khác nhưng họ cũng không giao lưu đổi cát. Mọi chức năng thì đều hoạt động tốt rồi. Đánh hai cầu AB trở kháng từ 4 ohm. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác ấn cầu loa vào. Có chỉnh bát check khi các bác gạt cần ton. Đời 707 thì nó vẫn có nâu nớt. Đây là chế độ integer này. Đây là các đường vào. Dưới này cũng các cổng vào. Đấy. Size 43. Hiện tại chiếc Garmin này thì em mở cả nội thất. Vì sao? Vì đây là hàng của khách nâng cấp thì em cũng vẫn mở nội thất để các bác thấy rõ được cái tình trạng của máy. Nhưng khi đã test cũng như kiểm tra đây thì máy em đảm bảo cho các bác là còn nguyên zin và chức năng thì hoạt động tốt. Quan trọng nhất là cái mức giá tiền. Nếu như các bác là không quá quan trọng là hàng đã qua sử dụng, mà quan trọng là hàng chất lượng cũng như hình thức mà đẹp, thậm chí là những chiếc Garmin hàng bãi chưa chắc được đẹp như này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Tiếng rất là hay. Alpha 707. Máy chạy 8 sò, 2 tụ độc nguồn như Highland Beer, quá gấu, một nguồn khủng. Máy này nặng tầm 20kg. Đằng sau còn dắt cắm nữa, cần mới cong luôn. Đấy, dòng này có cổng ba lăng. Số series của máy là 0587. Công suất của chiếc Garmin nó đạt là 320W. Các bác ghép những cặp loa bát 30, những dòng Diatone hay những dòng Robot JB đánh cặp máy rất tuyệt vời. Có mức giá là 4.800.000. Ngày trước bác mua chiếc Garmin này tận gần 9.000.000. Shop bán rất là tuyệt vời luôn. Mà đến tại thì em chỉ giao lưu các bác cũng như kiểm tra là máy móc đẹp, ruột gan nguyên zin thì em giao lưu với các bác. Mặc dù hàng thì gần như là như chất bãi rồi, đẹp len kem mà giá là 4.800.000 đồng. Mặt tiền cũng vậy nhá, rất là xuất sắc. Mặt gương Alpha 707, công suất lớn để các bác ghép các loại loa bát 30, hàng khách nâng cấp, giá là 4.800.000. Còn về cặp loa trong video ngày hôm nay, đó là cặp loa kiểm âm Yamaha NS700X Monitor. Cặp này có kích thước tổng quan chiều cao 68, chiều ngang 39 và chiều sâu là 33. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất là 200W một loa. Cặp này sử dụng là một bát 30, gân của nó là gân vải lụa rất là mềm. Gân vải lụa, màng carbon, dòng này thì các bác không bao giờ phải nghĩ về thay gân nữa rồi. Một chung và một tép, model của nó là 700X Monitor các bác nhé. Máy thì thiết kế loa đẹp, thùng góc cạnh vuông thành sát cạnh, chỉ có một chút lưỡi bẩn đấy. Vuông thành sát cạnh, trở kháng 6 ohm, công suất maximum là 200W. Trong này thì đều có series, liền trùng series luôn nhé, 4303.
Cặp này hiện tại đang bán mức giá là 8 triệu đồng. Cặp này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Và những dòng loa monitor thì nó thiên về cái độ chi tiết, độ mộc mạc của phần trung âm rất là tốt. Và dòng này có cái giải trầm cũng xuống rất là hay. Loa thiết kế đẹp, căng cước đầy đủ và đẹp xuất sắc. Hiện tại đã có mức giá là 8 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em Xuân Đỉnh. Video ngày hôm nay em xin phép kết thúc tại đây. Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.